Hello, welcome to Health VKT. Chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Sói Ca Tam Quốc nha. Tuần trước thì có vô tình phát hiện ra em nó và úp thử, thấy khá nhiều anh em quan tâm. Hôm nay chúng ta đến với server mới của em nó, S4. Rồi, đầu vô thì chắc chắn là phải chạy cái nhiệm vụ tân thủ rồi ha. Nè, ok, mấy con này là mấy con bình thường. Tí nữa Heo sẽ cho các bạn thấy những con tướng VIP của VIP ha. Và phiên bản khá là phê. Mà trước tiên chúng ta đến với thông tin server cái đi nha. Đây, Sói Ca Tam Quốc update thêm nhiều tướng 3S mới, tăng đột phá tướng lên vô hạn, mở full sự kiện game và nhiều cái mới mẻ anh em cùng chơi và khám phá nhé. Chính thức khai mở S4 Chu Du 13:30 ngày 7/12/2022. Tải game tại link nè ha. Giả lập PC chơi bằng con layer không có gì tân thủ có gì đầu game. Tân thủ vào nhận ngay 2 tỷ kim nguyên bảo VIP 10 trong game. Tỷ lệ nạp mới các gói nạp game 100.000 bằng full quà VIP 13 trong game, 200k VIP 17, 500k VIP 20, 1 triệu là full VIP 20, full móc tích nạp trong game luôn nha các bạn. Tỷ lệ nạp 100.000 bằng 10 triệu ASEP. Tải game tại link nè ha. Đó, group Zalo, fanpage, event, like, share, comment cái kiểu ha. Đua top lực chiến từ 7/12 đến 20/12 ha. Top 1 1 tỷ ASEP. Top 2 500 triệu. Top 3 300 triệu. Top 4 là 100 triệu. Và top 5 là 50 triệu kim nguyên bảo ha. Đó. Gì tướng mới Chu Du nè. Wow. Ok. Rồi bây giờ để Heo chạy cái nhiệm vụ tân thủ xong cái. Với lại vào nạp test coi sao ha. Rồi chạy hai cái map xong thì lên được level 32 nha các bạn. Đó, thì có quà nè hả. Thì đầu vô thì game cho chúng ta được là VIP 10, 2 tỷ kim nguyên bảo nè hả. Đó. Ok. Ủa cái này cái gì ạ? Mua được bao nhiêu? Mua được bao nhiêu thì mua. Ok man. Tí nữa thì tiêu hết kim nguyên bảo vào đây. Shop. Đây có shop VIP nè. Đó, VIP 1, VIP 2. Ở đây là VIP 2 nè. Đó. VIP 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, 10 ha. Đó, đâu có mua được 11 đâu. Chúng ta chỉ được phi VIP 10 và 2 tỷ kim nguyên bảo lên được level 32 gì đó ha. Đó. Ok, nhận quà level. Rồi, cấp 30 nè. Ok, man. Rồi, đọc hoàng cung. Rồi, hưởng login. Đó, hoạt động nhiệm vụ. Đây, ok, nhiệm vụ. Tới luôn. Gì đây, quà thăng cấp hả? Thôi, tới 30 mấy lần ngồi nhận hết hả? Đó. Võ tướng thì quà VIP 10 chúng ta sẽ được 3 con tướng 7 sao ha. Tướng thần ma ha. 4 con chứ. Quần Ngô Hục Ngụy, Thái Văn Cơ, Tôn Hượng Hương, Hoàng Nguyệt Anh và Chân Cơ ha. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nè, đó.
có tướng mới không? À, tướng mới đâu thấy được đâu đúng không? Nè đây nè, Hạ Hầu Đôn rồi Tư Mã Ý đó, rất nhiều luôn đó. Rồi rồi rồi, và heo cũng đã nạp ít ít ha, vào test, nói chung là nạp test thôi. Này cho anh em xem, nạp 1 triệu được A ship cộng với đó, để cho nó tự chạy lên đi các bạn. Đó, đây nạp 1 triệu là gần như là được full luôn nha các bạn, full VIP 20 cộng móc tích nạp trong game nha. Đó, ok ok. Rồi đua top lực chiến là được 1 tỷ kim nguyên bảo. Đó, 500 triệu kim nguyên bảo cho top 2, 300 cho top 3, 100 cho top M, top 4 và 50 cho top 5. Đấy. Rồi nó chạy giết tao bao nhiêu trời. Không biết max cái level là được bao nhiêu đây. Cấp 100, trăm mấy luôn hả? Ôi trời ơi, lên lắm thế. Rồi 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 rồi, rồi ok. Rồi rồi rồi. Rồi đâu rồi, tối đây tối. Thì đây cái điểm A ship nè hả? Đó. Lần ăn được 50 mà chúng ta ăn các bạn gán ăn full ha, full luôn, full luôn. Full luôn là ăn hết 20 lần, chung thì cũng không có lâu lắm đâu. Đó, heo sẽ cắn full VIP với lại tích nạp cho anh em xem nè. Đó. Yên tâm, hướng dẫn tận tình. Chỉ cần anh em để lại cho heo một cái like ha. Đó, cái like to thì to vào. Nó nhất là cái này là nạp nha. Còn quà phi thì hồi nãy thấy rồi đó. VIP 10 cộng 4 con thần ma 7 sao cộng 2 tỷ game nguyên bảo nha. Đó, level 32. Còn cái này nạp 1 triệu vào thì chúng ta sẽ có A-Ship VIP cộng level ha. Đó, chứ không coi rồi ba chớp ba nhán rồi tí vô hỏi ủa sao video thấy phi mà giờ vô đây không có. Kênh lừa đảo xạo gạt người dân, gạt anh em này nọ. Ủa rồi tôi nghe như cơm bữa mỗi ngày. Rồi đây ưu đãi nạp nè ha, nhận quà nạp nè đó, tích nạp nè đó, rồi lụm quà nè. Lụm quà khá là cực khổ anh em à. Đó, cực ghê hồn không? Đây, đây, đây. Ở dưới này chúng ta có tướng nè. Đó, Tào Tháo. Ôi trời ơi, Tào Tháo. Đó. Rồi, rồi, rồi. Ưu đãi VIP. VIP 20. Đó, lên hẳn một phát. Một lên VIP 20A. Quà đăng nhập 7 ngày. Thì tới ngày thứ 14, 15 hả? Ủa, quà đăng nhập chứ không phải đăng nhập 7 ngày. Nó đăng nhập 20 mấy, 80 mấy ngày luôn á trời. Quà này quà level nè. Đó, max level luôn. Ok man, nhận luôn. Trời ơi, đi qua đi lại thì lụm luôn chứ để làm gì anh em. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ok. Rồi đây hoàng cung giới hạn login nè. Đây 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 đây, login 7 ngày. Hãy quên, 7 ngày thì chúng ta nhận được ma thần Lữ Bố nữa nha. Đó. Đó, vẫn có phi Lữ Bố luôn nhưng mà qua tới ngày thứ 7 lần ha. Ok, rồi đây mua quà VIP tiếp nè. Đó, quà VIP nhận tướng nè, tôn sách nè ha. Hoàng trung hứa chữ Triệu Vân Lưu Bị. Rồi Tư Mã Ý, Tư Cát, rồi tùm lum hết. Đó, rất nhiều thần binh, rồi Triệu Vân, rồi Tôn Quyền. Đó. Rồi nãy có mua hiệp ít tướng nữa. Tướng bằng ngựa để vào test game cho anh em luôn ha. Trời ơi, tận tình dễ hơn con đầu gì nữa. Rồi võ tướng nè ha, tiến hóa. Ủa tiến hóa là sao ta? À tiến hóa chưa được ha, đột phá. À ok ok ok, trời ơi Lữ Bố. Ủa cũng mà phải lên level hả? À đây 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 à, phải thăng cấp trước. Ok.
dùng ngay. Đúng rồi. Dùng liền, dùng liền. Wow, à. Ồ, gì đây đây? Cái này là mua cái gì đây? Chiến thông hả? Để vô shop coi. Ồ, à đây nè, đây nè, đây nè. Ok, ok, nhiều tiền mà. Cứ mua đi, cứ mua đi. Mua tầm 100 triệu đi. À, bấm không được hả? Chỉ bấm như vậy thôi hả? Ôi trời ơi. Đấy, mua thành công. Trời, tưởng đâu tốn 100 triệu nhưng mà chưa tới nữa hả? Ok, để đó đi. Ok, thôi ơi. Rồi, rồi. Đó, quỷ ơi. Đó. Ok nha. Rất nhiều nha. Ôi, chiến công một nồi luôn. Nào. À, cái này giống như vé càng quét để mà lấy chiến công về để nâng level cơ mà. À. Ok, ok, man. Đó, đó. Ok. Đột phá. Nào bưởi ơi. À, đột phá anh lên nào. Đó. Lữ bố, lữ bố. Chu choa. Ok, đột phá tiếp nè. Đó. Cộng 3 luôn. Cộng 4 luôn. Cộng 5, cộng 6 luôn. Tới luôn, tới luôn. Cộng 6, cộng 7 luôn. Hút máu đồ luôn. Quá ngon, cộng 8. Ơi, cộng được bao nhiêu ta? À, nghe nói là đột phá vô hạn nha các bạn. À, nhớ rồi, nhớ rồi. Hồi nãy có nghe là chúng ta có thể đột phá được vô hạn. À, ok, ok. Bắc Minh 1. Bây giờ là Bắc Bất Diệt 12 hả? Ôi, rồi rồi. Tới cái gì nữa? À, hết rồi, giờ lên tới đây là hết danh hiệu rồi. Cứ cộng lên thôi. Không còn danh hiệu gì để đủ nữa hết á. Nhưng mà chúng ta sẽ đột phá được liên tục tầy luôn. Rất là nhiều luôn. Thôi kệ đi, đừng có đột phá nữa. Thức tỉnh hả? Ultra. Hơi su ha. Làm gì có mấy thứ này ở đây. Không là thức tỉnh được rồi. Có cái viên thức tỉnh đó trong shop có không ta? Không rồi, không rồi. Ôi không biết cái viên nó nằm ở đâu ha. À, nếu mà biết cái viên nó nằm ở đâu là ngon rồi. Rồi rồi rồi, trận hình nè, nhét tướng nhét đồ vô. Tất nhiên là lữ bố rồi. À, nước quân nè ha. Đó. Rồi động trác, lấy động trác hay thái văn cơ ta. Viên thiệu đi, viên thiệu, ô viên thiệu nhìn xấu quá. Tôn sách, nước ngô. Nước ngô, chu du nè anh em. Đó. Kiếm con nào nữa. Triệu Vân nè ha. Đó, Quang Vũ nè. Đó. Nhanh vô, trang bị nè. Có ngựa đầu luôn nè. Đó. Quá là ngầu nè ha. À, ngầu hơn đời nữa. Vô chiến liền. Chiến liền. Wow, wow, ok, ok, đó. Rồi, ok nha, anh em nào có chơi thì có thể tham khảo tải về ha. Link để dưới phần mô tả và dưới bình luận của video này nha các bạn. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Video tiếp theo. Ok, rồi, bye bye. Đấu trường, danh vọng nè, đó, vô dứt mày luôn nè bởi.